Dạ. Anh mới kiếm được một nữ streamer trước đến nhà anh mua máy đâu. Ui, ai vậy? Tên, nem. Đéo biết luôn. Cái đi, thế đi. Nhưng mà cũng là streamer luôn. Thấy nó bảo là cô bé bảo là Overwatch. Cô bé chưa được nghe dễ thương vãi nào. Cô bé. Xong rồi. Sao em? Lừa rồi. Đi mẹ biết thế là cô bé đi mà. Đi đi mà. Không phải cái từ cô bé nó nói ra từ cái mồm anh nó bị sỗ sàng quá. Làm gì có cái cô gái nào mày gọi là cô bé. Chứng tỏ là cái người ấy trông nó phải vãi bìu lắm. Đi mẹ khai ra đi. Trông bình thường thôi nhưng mà vú to chắc. Thế chết cô à? Có vẻ con tóc ngắn ngắn không phải anh trượt? Anh cũng đéo biết. Địt mẹ cô bé cả hai hòn ré chứ. À không, nghe là tóc chỉ còn khoảng ngang vai ấy, thì con gái nó gọi là tóc ngắn. Mày đang nói về Maria. Đang nói với cái lộn gì vậy? Đang nói với mèo à? Không phải nữa, đéo phải. Bình thường anh chuyên là địt mẹ mày nữ nhân anh ấy chửi hết. Địt có mẹ đi, anh gọi là cô bé cảm thấy em nghi ngờ vãi lộn. Chứng tỏ chắc là phải hợp gu lắm, địt mà. Mày có muốn ăn mày à, mày nó muốn phê mày cho bú không? Bú á? Bú phải như nào chứ bú? 70 hả? Đủ mét xe quá trời ơi. Để hôm nào tao rủ mà chơi. Béo đâu rồi? Sao quá? Tử, hâu lập. Sao? Đây đây là Hiếu ơi. Cứu ơi, Hiếu ơi. Các bạn đi. Bạn làm hết rồi á? Tôi giết hai lộn. Giết hai. Cứu tôi trước các bạn ơi. Giết hai thật. Cứu đi. Cứu đi. Tôi đang cứu lên từng người một. Cứu tôi này, cứu tôi trước chứ. Thì mẹ thì ừ nhờ, quên đấy. Thế để tôi bắn trước này đi. Đừng có cứu cái thằng lồn hoàng. Mày đi luôn đi ra đi mẹ. Lồn thì ré lên đi mẹ. Chắc sao nó vừa làm gì sao nó ré lên đấy. Sao ơi, xin lỗi anh xin lỗi. Chơi thì nói mẹ ra. Sao đấy? Tôi cứu cho người nữa, tôi phải giết lại. Tại sao đấy? Sao đấy? Có việc gì đấy? Thằng Sơn nó vẫn sống mà, đi con mẹ ra thằng Sơn lại quyết. Đéo cứu được. Thế sao lại không cứu được? Đéo hiểu gì cả. Ai lại chơi ông Sơn rồi? Nào, địt con mẹ sao phải cứu em tao chứ? Ôi Sơn ơi, địt con mẹ thằng cứu em. Sơn, thằng nào trêu mày, tao bắn chết luôn. Tao đéo điêu Sơn ạ. Nó đi luôn rồi. Nào, địt con mẹ thằng nào. Cái địt con mẹ sao vậy? Nào, bây giờ nói thật đi, mọi người làm gì đó. Bây giờ mọi người phải nói thật. Một bài thử thôi mà nó đã như thế rồi. Thế như nào? Máu. Mọi người vừa làm gì? Đấy, cho anh một cái máu này. Mọi người làm gì đó? Mọi người nói thật đi. Bên này nhà Thành lick up lên đâu, tôi cứu nhầm nó thôi. Ơ nhưng mà nó có chết đéo đâu, tôi thấy nó vẫn sống mà. Ừ, nó không chết mà, ừ tôi à. Bởi vì ông tố mẹ, ông cứ bảo là cứu tôi trước này, thế là tôi cứu tôi. Tôi đi con mẹ sau tiếng thét của một chàng trai chuyển giới là biến con mẹ mới mất luôn cái lô gì thế. Địt con mẹ không đấy, thích trêu em tôi không? Địt mẹ em nó còn nhỏ tuổi. Sơn ơi, em có đang stream xem thì anh sẽ xử tử hết đấy. Anh bắn tôi mẹ phát để anh cảnh cáo rồi. Đây cả Hiếu Đào nữa đây. Đấy, khóc địt con mẹ. Nợ máu phải trả bằng máu chứ còn lồn gì nữa. Sơn ơi, đừng dỗi nó quay lại đây nào. Thôi. Ôi địt con mẹ. Nghe được tiếng chim hót trong bụi mật gai cái lồn này. Nó đéo hiểu cái luôn đi cơ biết chiêu. Ôi địt con mẹ. Sao nhiên địt con mẹ còn chưa bắn được một ván mọi người đã làm cho nó dỗi thế đéo được địt mà. Em đéo hiểu luôn em nghe. Không phải em nghe phải ré lên là em phải quay ra nhìn cái status của nó luôn. Nhưng mà em thấy nó vẫn đang bị nốc và vẫn đang tụt máu mà. Thì là em đéo hiểu cái gì xảy ra. Thế là em cứ tưởng là nó bị hiếp ở ngoài đời thật. Ô! Tôi làm nhanh quá, sao đéo nhận ra gì đâu. Kiểu tôi vừa cứu nó dậy phát thật đầu nó lại nằm luôn. Nhầm một dỗi à? Đuổi đi có mẹ đó mọi người cứ trêu rồi, thích đi con mẹ đó. Ông cứ kêu là cứu ông đi trước đi. Đùa. Bạn phải cứu tôi trước chứ. Đùa cứu con cặc tại tô mét nhá, bây giờ nó bắt dỗi thì anh em phải chơi với ai bây giờ. Đi con mẹ tô mét bây giờ làm nào bây giờ. Anh em bị thiếu một thì sao? Lại một đúng người quan trọng. Thôi, bây giờ anh gọi đi anh xin lỗi nó đi. Địt mẹ chứ còn lồn, anh xin lỗi nó đi. Địt mẹ nó là trẻ con anh xin lỗi nó đi. Chứ còn gì nữa. Người lớn như thế à? Chả thế. Đúng vậy. Anh nghĩ tao có bao giờ tao phải đi xin Facebook gái không? Đùa, địt mẹ thế là thôi. Vừa vào đã bị mất đi một chiến sĩ thôi. Cảm giác như cuộc đời thật buồn. Địt mẹ. Nhưng mà vừa em mình đã lút đồ nó chứ nhỉ. Nhưng mà tại sao? Đéo gì? Nhưng mà tao không hiểu tự nhiên tao ré đi. Tao rất phải ré đi.
Đéo biết đi, con mẹ cái vụ hiếp dâm này em cũng đéo được chứng kiến anh Chuyên ạ. Chỉ có ba người họ biết với nhau tôi đéo hiểu được. Tôi là người giết hết và tôi có tôi kích cứu qua lên việc của tôi. Bạn đừng có mày có giết được thằng lồn đâu, tôi biết hai mà. Đây đây, vừa vừa nói xong em tiên thấy nghe tiếng cái trong Discord này nhá. Bố mày nói với cả thằng Hiếu biết nhá. Đi mẹ em chương trình đi mẹ bị yêu thương không còn đong đầy cho lắm thế thế. Lấy cái nick của nó xong rồi nó tự ý vào. Ê canh ơi, gần rút nè, run. Ở gần rút, gần rút, trái là rút đấy nhá. Nó bảo nó lôi bà già hiểu đạo ra quan hệ liên tục đi. Đâu, đầu tiên là không phải giọng nó phải hơi giang hồ thì anh Chuyên hiểu không? Tức là đầu tiên vào ấy, vẫn cứ phải là tỏ thái độ ở đây mình là một thằng trẻ trâu nhưng mà vẫn tỏ ra mình là người lớn. Này, Hiếu Đào vừa nói xong ấy, này, tôi nói cho anh biết ý, sau bắt đầu đéo chịu được nữa, cái đi mẹ mày luôn đó. Anh kênh em Chuyên về đốt pháo mặt cười. Ôi, cảm ơn Biên Nguyễn Vlog nhé. Rồi, tôi là này tôi nhớ rồi, Biên Nguyễn Vlog kênh Chuyên đốt pháo chứ không phải là bán pháo. Đâu, vừa nãy có bạn donate cho em là kênh bán pháo. Biên Nguyễn, nó theo quá, như là đồ dơ ấy sao ấy, đúng không? Ơ, nào. Địt con mẹ mày 2019 được gọi dùng Windows suýt hết hạn các anh ạ, quê vãi hình rồi. Như đây là ai tiêm đúng không? Tomat ơi, em cho anh cái X2 này, anh cho em cái Red Dot đi. Mọi người biết hoa to. Vứt rồi, vứt cái Red Dot đi rồi. Cái địt, thì sao anh lại bắn holo à? Cho cái Red Dot nhá. Ồ, tự nhiên mày làm một chuyện. Cho mày cái này này. Cái gì đấy? Đây đợi em tí. Sao béo ơi, có ai bắn hồi 4 không? Có viewer hỏi. Em bắn AK. Nghĩa vụ quân sự à? Nghĩa vụ quân sự á, điểm đéo bạn ơi. Trốn. Đâu mình đang ở trong ấy mà. Đít M4 ai lấy không? Ai lấy đít M4 không? Không ai lấy luôn. Buồn cười quá. Nhặt khẩu ca chưa? Nhặt rồi, em nhặt ca rồi mà. Em có ca rồi ý, anh bắn đi ý. Đéo hiểu sao thế, sơn trốn bố. Thiếu mỗi cái Rick Dot thôi. Nó đăng nhập vào LOL, nó chơi tiếp luôn. Phải chương chương trình yêu thương không còn đong đầy nữa. Kia là thính bạn ơi. Thiếu ở kia là thính. Đâu quẹ quẹ. Ok man. Không chấm luôn. Chương trình yêu thương không còn đong đầy nữa mà một phát rời khỏi luôn. Có bao giờ đong đầy nhưng mà bạn biết kéo thì bạn phải đong đầy với cái thằng lừa đảo anh em nên quá đáng. Chúng mày rất quá đáng. Lừa đảo anh em mày còn biết nhá. Thằng đấy xin đáng chơi với em luôn. Để cái lúc cho nó đến để cái lúc bình thường nó bảo cho chơi đéo cho chơi để cái lúc cho chơi rồi hành hạ nó ác vãi lồn địt mẹ đéo đỡ được đấy chuẩn bị đấy nó cứ đang nói xong đi tôi bảo mà chuẩn bị có một giọng nói này tôi nói cho anh biết nhá tại vì anh hơn tuổi tôi tôn trọng anh nhưng mà cái địt mẹ mày luôn hiểu không ạ ui thế là vãi lồn được không. Hỏi đúng bài mà tôi biết cái kiểu chửi nhau bạn hiểu không? Đấy cái kiểu đấy là đầu tiên. Đấy đấy. Đuôi, chuột chết rồi. Ông này biết cái lồ mày ông nói. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Sợ. Đưa mày nói đi. Thằng nào đủ má đi cho nó còn trêu em tao. Đợi em trình bày đi. Này, bây giờ ta hỏi này, bây giờ qua cho nhà ngươi trả lời, bây giờ qua hỏi nhà ngươi là vừa nãy ai trêu thì nhà ngươi đây là qua hỏi không phải sợ nào thằng Sơn đâu nào im ở đây bây giờ chỉ có qua được nói thôi đít mẹ mày qua đang bắn PUBG nhấn hết lên thế thì qua chịu sao nổi tiền nhiều mà làm gì chịu địt mẹ với tiền nhiều thì nạp thẻ chứ làm lồn thì bây giờ đang chơi xong nó quýt mà thằng đấy nó bị tự đủ mà ơi mà thằng Sơn xong lại đi rồi à đâu nó xem mà ê đối thủ ở đâu cho em bắn với đéo nhìn cái gì địt mẹ đéo đỡ được đi thẳng ra chấm vàng là có người nhá. Giận dần chúng ta có người có phải là tô mét không đợi qua với ui địt mẹ mà nó ngắm qua này qua ơi let's go qua ơi cả ngày phê mày có quả giải trí chất vãi. Em biết em cho anh một phát anh cười luôn đi. Được đánh giá cao nhé. Ơ nhưng mà thằng Sơn lại biến mất rồi à tự rè bát đấy địt mẹ nó em biết mà nó vào nó vào nó nói với qua một câu rồi nó đi luôn à. Sao béo ơi, chưa có giáp kìa. À, ồ, thế à?
Ủa chết rồi, qua qua qua. Thôi thôi thôi, qua nóng quá. Qua mặc thế này đã, tí nữa ấy sao. Nóng cái đi. Qua nóng quá. Qua đi. Ê, AK X2 là phải đi mẹ ngắm từ đâu đầu tiên để kéo vậy. Mày phải hiểu thằng Sơn nó là một thằng rất là dễ vỡ. Anh đã vi phạm cút còn mẹ mày đi. Anh còn đeo đám chôn nó. Đúng. Lắp đập mẹ mày. Vấn đề là nó vấn đề là kệ con mèo nó đi. Ú thế. Thế đi nó mới đưa được. Ú. Ú. Đấy, chuẩn bị thằng Sơn lại vào đây này. Tôi nói cho anh, tôi vẫn gọi anh là anh vì tôi còn tôn trọng anh. Nhưng cái địt mẹ mày luôn hiểu ạ. Ôi, thế đi. Tao vẫn gọi mày là anh. Tao vẫn gọi mày là anh vì mày hơn tuổi tao. Nhưng địt mẹ mày hiểu ạ. Ui, thế được, đoạn đấy là bắt đầu căng đấy hả? Ê, ê, có enemies thì support được cho mình nha. Tao vẫn gọi mày là anh. Ê, tại sao bây giờ nó lại có cái vàng vàng? Ôi, á, á. Ué. Chắc thôi. Shit. Bên phải, tôi mép ngoài nhà. Cứu tôi Hiếu ơi, ngắm cho tôi với. Thôi, tôi chết rồi. Ôi, thằng bèo bắn ngu quá. Có phải em bị bất ngờ quá, cứu ngắm cho tôi với được không? Tôi mép đây, đừng loot nữa. Bên phải anh. Đấy, bên phải. Trước mặt. Từ từ nhá, không, gần em. Còn đá gần em, 2-3 thằng cơ mà. Hôm nay giáo chủ mà ga sờ chim thì e đã tự hủy vơi tết con bay mẹ à, ít máu quá. R3. Tìm khác rồi. Ở trên mẹ mày cả đầu cái lớn gì thế? Quần thủng đít. Giờ địt mẹ mày quần thủng đít cho bắn cho thủng mẹ em cả đít luôn. Ông Tomet cứ bắn chính cái hồn đi bảo gọi ra thì ra mẹ đi. Bắn đéo nhìn nhau cái lồn gì cả, ghét vãi lồn. Các bạn đang bảo ngay ở gần đấy, địt mẹ phải gọi đến ra mẹ thì bắn đi. Lút tiếp vãi lồn. Thôi nó đây kìa, tự hủy vãi lồn.